trải qua hàng nghìn năm, từ những năm tháng đầu tiên khi Phật giáo truyền vào Việt Nam. Tháng 7 âm lịch hàng năm vào mùa Vu Lan báo hiếu, mỗi con người Việt Nam đều dành thời gian để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên. Nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có. Bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo mang đậm tính nhân văn, hướng con người đến những điều tốt đẹp, an lành, nhắc nhở mỗi người về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Theo em được biết thì ngày hôm nay là ngày dành cho con, cho cháu để gửi cái lòng hiếu thảo của mình đến với cha mẹ. Mà cái nội dung muốn nhắn gửi đến mọi người thì không chỉ là trong ngày Vu Lan báo hiếu mà đối với tất cả chúng ta thì trong cuộc sống khi mà ông bà bố mẹ còn sống thì mình hãy gửi cái lòng báo hiếu của mình đến với ông bà cha mẹ. Có lẽ là không chỉ là mong muốn của riêng em mà mong muốn của tất cả các bậc làm con làm cháu thì đều là muốn cho ông bà cha mẹ của mình mạnh khỏe, sống vui bên con cháu. Và trong một cái ngày lễ rất là đặc biệt như thế này thì chị muốn gửi đến lời chúc cho cha mẹ và ông bà mạnh khỏe cùng với con cháu. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam từ xưa tới nay, ngày lễ Vu Lan hàng năm chính là dịp để thế hệ con cháu tưởng nhớ đến ơn nghĩa sinh thành, công lao dưỡng dục đến với bậc làm cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đồng thời cũng là dịp để người dân cả nước tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những vị anh hùng dân tộc, người có công dựng nước, giữ nước. Xuất phát từ sự thích về Đại Đức Mục Kiền Liên, với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên, cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước. Cái Vu Lan là cái nghĩa của cái từ Phạn ngữ là Ambalana. Từ Ambalana là có nghĩa là dịch, người Trung Quốc là dịch ra là giải đảo huyền. Tức là giải là cởi, bỏ đảo là ngược, mà huyền tự nhiên là cởi bỏ, cởi trói. Cởi trói đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cởi bỏ là làm cho những cái đứa con, những người con mà bất hiếu trở thành những người không hiếu thảo đó, với cha với mẹ. Và những cái người như nếu mà trong cái cuộc sống mà nếu mà chúng ta không biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ thì chúng ta không có thể nào có cái lòng tôn kính đối với tất cả mọi người trong cuộc sống. Thì Đức Phật rất là nhân bản, lấy cái nền tảng đạo đức của cuộc sống của giáo lý Đức Phật, đó là thứ nhất là quy y tam bảo, thứ hai là thọ trì năm giới, thì đó là cái giáo lý căn bản, đó là chính là cái nền tảng đạo đức căn bản của một con người sống trong đã quy y Phật để mà làm trở thành một cái con người là Phật tử. Thứ nữa thì qua đó thì chúng ta mới hiểu được như thế nào là ý nghĩa Vu Lan báo hiếu. Một nét đẹp trong ngày Vu Lan là chương trình bông hồng cài áo. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, ai còn cha mẹ sẽ được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng. Ai mất mẹ, cài lên ngực đóa hoa hồng trắng buồn thương. Thế nhưng, dù còn cha mẹ hay đã mất, thì mỗi người con lúc này đang dâng lên một tình cảm biết ơn mẹ cha sâu lắng. Và mỗi người tâm niệm sẽ sống hết lòng với bổn phận làm con hiếu của mình. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nét văn hóa ngày hiếu hạnh đã lan tỏa khắp mọi nơi qua truyền thống cài hoa hồng vào dịp ngày Vu Lan. Là nét văn hóa đẹp, cần tiếp nối và phổ biến để đem lại cuộc sống an lành cho mọi người, cho xã hội.